Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của Tel4vn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng Trigger của Zabbix. Vậy, Trigger là gì và tại sao người quản trị hệ thống cần đến hệ thống Trigger? Trigger là một tính năng do Zabbix phát triển, được định nghĩa như một biểu thức dùng để đánh giá dữ liệu được thu thập bởi các items và đại diện cho một trạng thái nào đó của hệ thống. Trigger còn thay mặt người quản trị giám sát quá trình biến động của dữ liệu hệ thống, từ đó kích hoạt các kịch bản có sẵn hoặc chỉ đơn giản là giúp người quản trị nhận biết được chuyện gì đang xảy ra đối với hệ thống của mình, mà không phải nhìn liên tục giám sát dòng dữ liệu. Trigger còn cho phép người dùng define các threshold chấp nhận được của dữ liệu. Threshold ở đây còn được định nghĩa là ngưỡng. Nếu dữ liệu vượt ngưỡng quy định thì trigger sẽ được kích hoạt tùy theo điều kiện đến sau mà sinh ra các trạng thái như OK, problem or resolved. Ngoài ra, hệ thống trigger do Zabbix phát triển còn có một số tính năng thông minh như Smart Trigger with Dependence, Trigger Security by Level. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi tạo một vài triggers dựa trên các item mà mình đã tạo sẵn. Ở đây mình đã tạo sẵn một SNMP Linux server với SNMP Community String là string Zabbix file ha. Và trong cái host này sẽ có hai item là host name và system uptime ha. Mình sẽ show cái version của Zabbix server của mình hiện tại đang là Zabbix server 5.0. Zabbix server -v về hoa ha. Rồi tiếp đến cái máy cái IP của cái máy cần giám sát là 10.20.0.5. Rồi ta sẽ dùng lệnh SNMP walk với chuỗi community string khi nãy mà mình copy được và IP của cái máy Linux cần giám sát. Đi kèm mình sẽ filter cái gọi là system name tương ứng với item là hostname ha. Để khởi tạo một trigger, ta sẽ vào tab trigger và create new trigger ha. Tại đây chúng ta sẽ có các trường như là name, operation data, security level, expression vân vân. Ở trường name thì ta sẽ đặt là system hostname changed ha. Mình sẽ giả lập tình huống là hệ thống được cái system name được thay đổi khác với cái giá trị hiện tại đang là CentOS 7 ha. Chúng ta sẽ chọn item là hostname và kết quả cuối cùng là khác giá trị CentOS 7. Giá trị last ở đây là giá trị cuối cùng và trong cái phần trong dấu ngoặc này sẽ là giá trị cuối cùng của cái thời gian cho tới thời gian hiện tại. Ví dụ như là mình để 10 giây là 10 giây gần nhất, hoặc là 4 giờ gần nhất, 10 phút gần nhất thì mình sẽ để lại ngay lập tức. Giá trị now ha, là 0 ha. Ở đây ta có thể tùy chỉnh cái phần recovery expression, tức là giá trị phục hồi á. Giá trị phục hồi ta có thể để là khi nào phục hồi, khi nào resolve cái issue đó. Nhưng mà để cho basic chúng ta sẽ để đi mặc định ha, để cho các bạn dễ làm quen. Mình thiếu dấu ngoặc ở đây. Chúng ta add mới ha. Rồi, ta sẽ có thể vào tab problem để xem khi mà có trigger được kích hoạt thì sẽ nằm ở tab này ha. Rồi, trigger chúng ta vừa tạo đang có giá trị là OK. OK tức có nghĩa là cái giá trị system name đang là CentOS 7
đang đúng với điều kiện và chưa khác, chưa thỏa điều kiện của trigger, cho nên trigger chưa được kích hoạt. Ta có thể edit thêm cho cái trigger này, giá trị là security level là information thôi ha. Tại vì cái phần hostname cũng không quá là quan trọng để chúng ta thiết lập hai hay là disaster, thảm họa. Rồi bây giờ mình sẽ thử change cái hostname của cái server Linux này từ CentOS 7 thành Linux server. Và giao thức giao tiếp giữa máy chủ Linux và Zabbix server là giao tiếp thông qua service SNMP. Ở đây chúng ta có service là SNMPD ha. Và sau khi chúng ta update một cái gì đó thì chúng ta sẽ phải restart lại cái service. Ở đây mình sẽ restart lại service SNMPD ha. Rồi chúng ta sẽ get lại cái giá trị. Đây, giá trị đã thay đổi ngay lập tức, ngay sau khi chúng ta restart cái service SNMPD. Rồi, ta sẽ refresh lại trang này vào Linux SNMP item. Ta sẽ vào lại cái trang trigger. Đây, interval là 1 phút là sẽ thay đổi cái giá trị này ha. Ở tab problem tương tự chúng ta cũng sẽ thấy một cái status là problem của cái system hostname changed. Như vậy tức là cái hostname của chúng ta đã thay đổi khác với cái giá trị CentOS 7 ban đầu mà chúng ta thiết lập ha. Security level cũng là information. Rồi, bây giờ mình sẽ thử trả lại cái kích cái hostname là CentOS 7 ban đầu để xem Zabbix cái để xem cái hệ thống trigger của Zabbix sẽ hoạt động như thế nào ha. Rồi, mình change lại cái hostname như ban đầu, restart SNMPD, get lại thì service thì cái giá trị của chúng ta đã là CentOS 7 rồi ha. Ta sẽ đợi khoảng 1 phút. Thường thì khoảng 1 phút là thời gian interval để reconnect lại giá trị mới ha. Đây, sau khi nhận được giá trị mới và bằng giá trị ban đầu thì chỗ này từ trạng thái status là problem sẽ chuyển thành trạng thái resolved ha. Như vậy chúng ta đã đi qua ba trạng thái là ok, problem và resolved ha. Đó cũng là nguyên tắc hoạt động chính của hệ thống trigger trên Zabbix. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ lấy thêm một ví dụ khác. Khi nãy value của chúng ta là định dạng character thì bây giờ chúng ta sẽ lấy giá trị là định dạng system uptime. System uptime ở đây chúng ta sẽ có giá trị data là số và unit là giây ha. Rồi, chúng ta cũng sẽ create new một trigger mới. À sorry, chúng ta sẽ phải tạo trigger chứ không phải tạo item ha. Rồi, chúng ta vào tab trigger, create new trigger. Ở tab expression chúng ta sẽ tạo, chọn item là system uptime và resolve là nhỏ hơn 3600 ha. Mình sẽ quy định ở mức 3600. Khi mà cái giá trị system uptime của hệ thống mà dưới 3600 thì chúng ta hiểu là cái server đó, cái máy chủ đó đã được khởi động lại. Tại vì một khi mà hệ thống đã được start lên rồi thì cái giá trị uptime sẽ không bao giờ nhỏ lại mà chỉ tăng lên ha. Rồi, khi mà hệ thống restart lại thì sự cố đó cũng khá là nghiêm trọng, cho nên chúng ta security level chúng ta sẽ đặt là 2 ha. Rồi, chúng ta add. Chúng ta sẽ thử get lại giá trị, hiện tại đang là 16.000 ha. Rồi mình sẽ reboot cái thiết bị này. Mình sẽ reboot cái Linux server này. Rồi, trong thời gian đó chúng ta sẽ kiểm tra xem cái system uptime là bao nhiêu ha.
Rồi, khoảng thời gian này thì Linux Server khả năng cũng đã reboot xong rồi. Ta kiểm tra lại giá trị System Uptime ha. Rồi, giá trị System Uptime đã được làm mới lại là 368 ha, tức là đã nhỏ hơn 3600, thỏa điều kiện rồi ha. Rồi, ta sẽ check ở đây. Đây, problem cũng xảy ra. Chúng ta đã có hai problem xảy ra cùng lúc, là hostname đều bị change và system uptime nhỏ hơn 3600 ha. Ta kiểm tra lại luôn giá trị system hostname ha. Đây, giá trị hostname của chúng ta là CNS7, bây giờ thành localhost.localdomain ha. Resolved một problem, và problem đó là system uptime ha. Ngay khi vừa thỏa điều kiện là lớn hơn 3600 thì problem đó đã được thỏa ngay và được resolved ngay lập tức ha. Còn trạng thái problem do system hostname changed thì khi chúng ta chưa thay đổi lại giá trị hostname thì problem này vẫn sẽ tồn tại ở đó. Bây giờ mình sẽ thử change cái hostname của cái Linux server này lại ha, sau khi reboot ha. Hostname CNS7, system control restart snmpd. Rồi ta sẽ get lại giá trị ha. Rồi, hostname đã là CNS7. Ta sẽ đợi interval 1 phút ha, vì 1 phút sau sẽ là database server sẽ đi get lại giá trị mới ha. Chúng ta hoàn toàn có thể edit được cái phần interval này ở trong tab item ha. Rồi, sau khi mà kết thúc quá trình interval và get lại giá trị mới thì problem của chúng ta đã được resolve ha. Tương tự, các bạn cũng có thể tạo các triggers về việc chạm ngưỡng quy định cho các items như CPU load, free memory.